Thường xuyên là của Chí Công. Cơ hội. Chờ đợi suốt cả trận đấu. Mọi người đã lập công là Nguyễn Văn Quyết, tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội TNT. Cuối cùng thì đội tuyển Việt Nam cũng có được bàn thắng danh dự vào lưới Manchester City. Sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, Chí Công trong một tình huống vang lên đã có một đường truyền rất tốt cho Văn Quyết, nghiền pha từng bóng qua đầu thủ môn Caballero của Manchester City để ghi bàn thắng. Có lẽ là bàn thắng danh dự duy nhất cho cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Vâng, một bàn thắng vào lưới của Manchester City thôi cũng đủ để tạo nên niềm vui và sự phấn khích dành cho các cổ động viên của đội tuyển Việt Nam, những người đã đến sân Mỹ Đình ngày hôm nay để cổ vũ cho cả hai đội và đã được chứng kiến một trận cầu phải nói là rất mãn nhãn, một pha xử lý tỉnh táo và cũng rất vừa đủ, vừa tầm của Văn Quyết để tạo ra bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam.